Còi chào mọi người nha. Hà Còi đang ở khu HH Linh Đàm mọi người ạ. Thì sáng nay thì cả nhà đi ra để ăn sáng. Hôm trước thì Hà đã ăn cái quán này một lần rồi là thấy là khá là ngon. Nhưng hôm nay thì Hà với cả bà xã với thằng cu con vào ăn để trải nghiệm và gửi tới mọi người nhá. Mọi người có thể thấy là đây là cái đơn giá của nhà người ta này. Có suất đặc biệt nhất là 60.000 thôi, còn đâu thì cũng 35-40.000 thôi. Đấy, riêu sụn có 30.000 này, riêu giò tai này, riêu bề 35 này. Đấy, nói chung 35-40.000 mọi người. Khá hợp lý đấy. Quán rất sạch sẽ. Mọi người có thể thấy là có cả không gian ngồi ở trong nhà này, có cửa kính nhá. Trà đá đây. Đang dịch mọi người nên là sáng hôm nay nhìn thấy ở khu HH này ở dưới nó khá là vắng. Bình thường mọi hôm thì buổi sáng đông hơn và số lượng người đã đông hơn rất nhiều, nhưng mà cũng gần Tết rồi nữa cơ. Nhưng mà tuy là dịch bệnh nên là vắng lác đác mọi người cơ. Đây mọi người có thể thấy là mực này, mực này, sụn, đây là chắc là sụn đúng không em? Giò này, bề mọi người này, bề rất là to mọi người ơi. Anh ở trên kênh những ẩm thực mà, chuyên chia sẻ cho mọi người các quán ngon mà. Là bình thường thôi. Riêu này mọi người thơm, nức mùi giấm bỗng. Nói chung là bún riêu thì không thể thiếu giấm bỗng được. Được quá. Ở đây thì bếp nhà người ta ở ngay ngoài nên mọi người có thể nhìn thấy quy trình làm luôn, rất là sạch sẽ. Chân bò đây em ơi. Thơm quá, đứng đây thơm quá. Để con ăn đi. Đây là Hà gọi suất là 45.000 mọi người ạ. Chỉ bề bề không thôi. Đấy, chỉ bề bề không. Bên bác của bà xã Hà cũng thế. Còn mực với cả sụn trước thì Hà không thích ăn. Thì hôm nay thì gọi ăn mỗi bún riêu với bề bề thôi. Với cả 30.000 mình ăn. Con ăn bề bề nha. Thích ăn hải sản không? Không thích lắm. Là... không thích. Ăn nhà ba người nhà ăn 2 bát thôi mọi người. Thế lại gọi 3 bát 35.000 thì cũng thế thôi, đúng không? Không, em chả ăn. Cũng chả ăn hết rồi mà. À, cua chấm đây, mọi người đây là bún riêu bề bề, suất này 45.000 thì có đôi 6 con bề bề, 2 miếng đậu. Thế là cũng hợp lý đấy mọi người, bề bề cũng khá đắt đấy. Bóc ra như này này. Là thử cái vị nước nhá mọi người nhá. Ồ, đậm phết đấy mọi người, đậm đà đấy. Đây là riêu của họ này. Lớn. Ừ, thơm lắm. Hà đã thêm nêm một chút gia vị để ăn nhé. Cho một ít ớt. Thôi ngoài này gió thổi lạnh lạnh. Con đang con thổi vào con vọc. Vượt kéo đi con. Giấm này. Nhiều tỏi tí chống virus corona. À còn mời mọi người nhá. À thử miếng bề bề xem là nó có chắc không. Khá là dai và chắc. Ok. Thôi mọi người nhé. Phải nói luôn là cái nước của họ rất là tốt đấy, rất là ngon đấy. Ngon con. Có ăn bề bề không? Có ăn bề bề không? Không có bề bề. Đây là bề bề hay là đậu? Đây là đậu. Đây. Để đây một miếng tí nữa bố cắt cho. À, gắm cùng miếng bề bề mọi người nhé. Con có bề bề rồi. Đây. Con có bề bề rồi. 45.000 suất này cũng hợp lý đấy. Có cả suất có 35.000 thôi.
nhưng mà chắc là ít bề bề hơn. Tất nhiên là ít hơn rồi, giả hơn thì ít hơn rồi, nhưng mà bây giờ được mấy con, chỗ này được 6 con. Đây. Con ăn bề bề. Có xương đấy. Không bao giờ có xương. Con thấy có cái gì đông này lớn. Ăn đi con. Này ngon quá. Cái con bề bề này nó rất là chắc. Nó rất là chắc thịt luôn. Dai. Nói chung là những quán mà bề bề này thì cái bề bề là cái quan trọng nhất. Nước nữa thì mà đánh nước riêu tốt mà cộng với bề bề ngon là sẽ là ra đồ ngon. Ở đây, ở khu này khá là nhiều quán ăn sáng mọi người. Bên kia có quán bún cá cay Hải Phòng, bún bò Huế. Chúng nó ăn sáng vào đây thì không thiếu cái gì đâu. Phở, bún, bánh cuốn đầy đủ hết. À, thấy cái bề bề ở đây ngon quá nên gọi thêm một ít bề bề để ăn ăn thêm cho mọi người. Thì Hà gọi thêm 50.000. 50.000 thì Hà xem được bao nhiêu con mọi người nhá. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 con. 50.000 được 8 con. Thế là bao tiền con ra? 8648 à. Khoảng 6.000 con à. Đó mọi người. Thế là Hà gọi thêm 5.000 nữa. Thì ăn thêm bề bề này. Con này không thích ăn bề bề rồi. Con ăn hai. Con ăn hai miếng bề bề rồi. Em ăn thêm miếng nữa nhá. Con là chưa hết bề bề đây này. Cứ ăn thêm miếng nữa. Nhà hàng gọi lên 50.000 rồi. 8 con mọi người. Cho thêm vào đây. Các bạn tùy nhá. Đổ nốt nước vào đây cho nó nhiều nước. Con phải học cái con lông chim. Lại như bát mới luôn. Nước đậm đà thật đấy. Ngon. Cái chua của bỗng ấy mọi người. Nó rất là dậy cái mùi bỗng thơm lên. Đúng là bún riêu mà bắt buộc phải có giấm bỗng. Đậu. Ngon thật mọi người. Ăn này ăn kèm rau tống cũng ngon lắm. Đã đời rồi. Miếng bề này có trứng này mọi người. Miếng con này có trứng này. Có con có trứng này mọi người. Chất lượng. Bề bề chất lượng rồi. Hà coi vừa trải nghiệm xong một bữa ăn sáng tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Hà nhé. Cũng như là mọi người hãy để lại comment và đăng ký kênh của Hà để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.